Cảm ơn quý vị đã tiếp tục dành sự quan tâm theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trưa nay 13 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo. Thành phố Vũng Tàu nỗ lực làm sạch dữ liệu tiêm chủng trước ngày 1 tháng 6 theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Thông tin từ huyện Côn Đảo sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang Hàng Dương, đoàn công tác Trung ương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cùng mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày một phồn vinh. Ngay sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp hương cho anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương và dâng hương tại đền thờ Côn Đảo. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nghĩa trang Hàng Dương. Hôm nay 13 tháng 5, đoàn công tác Trung ương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự lễ khánh thành công trình chỉnh trang nghĩa trang Hàng Keo, tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, khảo sát sân bay Côn Đảo, nhà máy xử lý rác Côn Đảo, cảng tàu khách, nhà máy nước Côn Đảo, đồng thời thăm các khu di tích lịch sử, thăm cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn công binh 792 Côn Đảo. Hơn 185 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu vừa được nhận các phần quà hỗ trợ từ chương trình áo trắng, tập trắng cùng bạn đến trường của Liên đội trường tiểu học Song Ngữ. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 của Liên đội trường tiểu học Song Ngữ. Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu được nhận quà là vải may đồng phục và tập vở trắng để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Dịp này, Liên đội trường tiểu học Sông Ngữ cũng trao tặng học bổng 2 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 44 của trường tiểu học Thắng Tam, đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Tổng kinh phí trao tặng quà và học bổng gần 20 triệu đồng do học sinh của trường tiểu học Sông Ngữ đóng góp. Được biết, chương trình áo trắng, tập trắng cùng bạn đến trường đã được Liên đội trường tiểu học Sông Ngữ thành phố Vũng Tàu duy trì tổ chức hơn 15 năm nay. Thưa quý vị, đến thời điểm này, thành phố Vũng Tàu đã tiêm phòng COVID-19 cho hơn 247.000 công dân các độ tuổi. Trong khi đó, mới chỉ có hơn 141.000 trường hợp được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Nguyên nhân khiến hàng ngàn trường hợp đã tiêm chủng nhưng chưa cập nhật là do sai lệch thông tin cá nhân kê khai giữa các mũi tiêm. Đảm bảo cho tất cả người dân được cấp hộ chiếu vaccine phòng COVID-19, lực lượng y tế và công an thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm chủng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Liên tục gọi điện thoại để xác minh thông tin của người tiêm chủng là công việc của tổ làm sạch dữ liệu tiêm chủng phòng COVID-19 trạm y tế phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Phường Thắng Nhì có hơn 12.000 công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine, nhưng mới chỉ có hơn 6.800 người được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Quá trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng, phường phát hiện hơn 5.000 trường hợp kê khai sai lệch số căn cước, không cung cấp số chứng minh nhân dân và sai địa chỉ cư trú giữa các mũi tiêm, khiến hệ thống tiêm chủng quốc gia không thể cập nhật. Toàn bộ những trường hợp này được trạm y tế phường Thắng Nhì chuyển sang công an phường Thắng Nhì tiếp tục xử lý. Đến nay, công an phường Thắng Nhì xác minh thông tin được 55 trường hợp, trạm y tế phường Thắng Nhì xác minh được 150 trường hợp. Cái đối tượng nào mà của địa bàn phường Thắng Nhì, công an người ta nắm được thì người ta sẽ báo
về cho mình. Còn những đối tượng nào mà họ không cập nhật được đó, thì họ cũng báo có cái điện thoại đó, cũng có thể trạm y tế cũng có thể ngồi gọi. Làm sạch dữ liệu tiêm chủng, phường Thắng Tam đã triển khai rốt ráo từ cuối tháng 4 năm 2022 đến nay, ngay khi có chỉ đạo của ngành y tế và Ủy ban nhân dân thành phố. Trạm y tế phường Thắng Tam cũng đã thành lập tổ điều chỉnh dữ liệu gồm 4 thành viên. Với dân số địa bàn phường Tam là 18.131 người và trên địa bàn thì có rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Thì trong cái quá trình mà chỉnh số liệu về tiêm chủng thì phường đã chỉ đạo trạm y tế và cái tổ chỉnh dữ liệu để gấp rút chỉnh số liệu cho kịp với tiến độ chung của thành phố. Gần 2 tuần qua, trạm y tế phường Thắng Tam đã rà soát đối chiếu thông tin của từng trường hợp tiêm phòng COVID-19. Trong tổng số hơn 14.000 người đã tiêm chủng và phát hiện hơn 5.300 trường hợp sai tên, sai số căn cước công dân hoặc không cung cấp số chứng minh nhân dân. Toàn bộ trường hợp sai sót được trạm y tế phường chuyển qua công an phường xác minh bổ sung. Để đẩy nhanh tiến độ thì phải huy động nguồn lực từ tất cả các khu vực để thay phiên nhau làm cắt ca, làm thậm chí cả ban đêm và làm ngày thì mới kịp tiến độ. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, qua 2 tuần triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng quốc gia, các đơn vị phối hợp đã phát hiện hơn 106.000 trường hợp sai thông tin. Thành phố đã làm sạch dữ liệu tiêm chủng được hơn 2.100 trường hợp, trả thông tin tiêm chủng của hơn 8.600 trường hợp về nơi cư trú và vẫn còn đến hơn 97.000 trường hợp tiêm chủng vẫn đang được các đơn vị liên quan rà soát, làm sạch dữ liệu để sớm cập nhật lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Thông tin tại thành phố Bà Rịa sẽ nối tiếp chương trình. Ban tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức lớp chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng và chủ nghĩa yêu nước năm 2022 cho hơn 100 đảng viên mới kết nạp của các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố. Trong thời gian một ngày, 100 đảng viên mới tại thành phố Bà Rịa được nghiên cứu tìm hiểu 4 nội dung gồm đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. Lớp bồi dưỡng giáo dục đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc giúp các đảng viên mới nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng, từ đó nỗ lực chung tay xây dựng quê hương Bà Rịa ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tổ chức chương trình đối thoại với người lao động và doanh nghiệp, trao quà cho người lao động khó khăn. Tham gia chương trình đối thoại với người lao động và doanh nghiệp năm 2022, 140 người lao động trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề về thời gian điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ hưu. Các ý kiến kiến nghị của người lao động đã được đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời thỏa đáng, giúp người lao động hiểu đúng, hiểu đủ về những chính sách quyền lợi của mình, đồng thời hướng dẫn một số nội dung liên quan về thủ tục, hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tặng 120 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Điểm đến tiếp theo là quyền đất đỏ. Thưa quý vị, theo thống kê, toàn ngành giáo dục đất đỏ hiện có 30 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông. Tất cả các trường đều có chi bộ riêng. Việc tạo nguồn phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được huyện ủy đất đỏ chỉ đạo ngành giáo dục huyện quan tâm phát triển nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn. Xác định công tác xây dựng phát triển đảng trong các trường học đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thời gian qua, huyện ủy Đất Đỏ chỉ đạo ngành giáo dục, các trường học trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong cán bộ giáo viên gắn liền với các phong trào thi đua của ngành.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện ủy Đất Đỏ đã mở 6 lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng vào dịp hè cho 299 quần chúng ưu tú là giáo viên. Qua đó đã kết nạp được 56 đảng viên, chiếm gần 31,5% tổng số đảng viên mới được kết nạp của huyện. Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. 80 đại biểu đại diện cho gần 1.660 cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ toàn thị xã dự đại hội. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương ủng hộ số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Từ số tiền này, hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 17.200 lượt người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, xây mới 6 căn nhà mái ấm Chữ Thập Đỏ, trao 112 xe lăn, xe lắc tặng người khuyết tật, trao hơn 1.100 suất học bổng, 31 xe đạp, 175 bộ sách giáo khoa, gần 5.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, hội cũng đã vận động hiến trên 9.600 đơn vị máu. Đại hội Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ban chấp hành hội gồm 21 thành viên. Thưa quý vị, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Châu Đức chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Bà Dương Thị Bé là người dân tộc Châu Rò, thuộc diện hộ khó khăn của ấp Suối Lấp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Để giúp bà Bé có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống, năm 2020, Hội Phụ nữ địa phương đã tín chấp với ngân hàng chính sách cho bà vay hơn 30 triệu đồng mua một con bò sinh sản. Cần cù, chịu khó chăm sóc, đến nay gia đình bà có đàn bò 3 con với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Thì trước đây nó cũng cực khổ, lăn lóc cực khổ lắm mà bây giờ... Thì bây giờ chăn bò này, giờ mình có hy vọng vô bầy bò này thôi. Bán được con bò thì mướn đất người ta nó làm mì thêm. Để mà mình ấy trong gia đình, mình lo trong gia đình thôi. Năm qua thì hội cũng là nói chung là rất quan tâm về cái đồng bào mà dân tộc. Rồi ngoài cái mà hỗ trợ con giống thì cũng có là giải ngân cái vốn ngân hàng. Gần như 100% là các hộ mà trong cái tổ hợp tác là đều... nuôi bò thành công, là tới giờ là hầu như cứ cấp cho số vốn đó là nuôi một con ra thì giờ đã hai con lợi tức từ là được hai con hoặc hai gần ba con hết. Xã Bình Giả, huyện Châu Đức hiện có 41 hội viên phụ nữ dân tộc Châu Rò, chủ yếu làm nghề chăn nuôi, làm thuê, làm rẫy nên cuộc sống khá khó khăn. Để hỗ trợ những hội viên này cải thiện kinh tế, từ tháng 3 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản tại ấp Kim Bình, xã Bình Giả với 5 tổ viên. Với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ địa phương, sau 2 năm, tổ hợp tác đã nâng tổng đàn bò lên 30 con, gấp 6 lần so với ban đầu. Trước đây là cái mô hình chăn nuôi bò dê là hỗ trợ con giống, vay vốn thêm để có thu nhập. Nói chung thì một con hỗ trợ chúng tôi cho đến bây giờ thì hội viên chúng tôi cũng khá giả, cũng ổn định, tạo điều kiện cho hội viên chúng tôi cũng có công ăn việc làm. Hội luôn chú trọng là cái thành lập như mô hình tổ hợp tác á, thì các thành viên tổ hợp tác sẽ được hỗ trợ nhau trong cái công tác giống như là trong cái kỹ thuật chăn nuôi, rồi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm hay là trao đổi về con giống để tạo điều kiện cho các chị là nắm được là các kiến thức rồi kỹ thuật trong chăn nuôi để phát triển kinh tế ngày nó càng phát triển và đi lên hơn. Huyện Châu Đức có 914 hộ hội viên phụ nữ dân tộc, trong đó có 73 hộ nghèo. Từ năm 2019 đến nay, hội đã tiếp sức thoát nghèo cho 23 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ dân tộc nghèo xuống còn 5,47%. Hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để xây dựng thêm nhiều mô hình sinh kế, giúp hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên giảm nghèo bền vững. Khép lại chương trình Hoài Nhi phát triển là những ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc. Ban tuyên giáo, ban tổ chức huyện ủy huyện Xuyên Mộc đang phối hợp tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022.
Tham gia lớp học có 85 học viên là đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2020 của huyện Xuyên Mộc sẽ được nghiên cứu học tập 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn, đồng thời chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định. Hội thao của Trung đội Dân quân Cơ động huyện Xuyên Mộc vừa được tổ chức. Tổ chức thi đấu chất lượng với cơ sở vật chất, hậu cần luôn đảm bảo. Vận động viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, tự tin, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau suốt quá trình thi đấu là kết quả được ghi nhận tại hội thao năm 2022. Đây là hội thao điểm cấp huyện, thị thành trong năm 2022. Để từ đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm cho việc tổ chức ra toàn tỉnh. Tham dự hội thao của Trung đội Dân quân Cơ động huyện Xuyên Mộc năm 2022 có 13 đoàn vận động viên của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện với 416 quân số. Các vận động viên dự thi những nội dung duyệt đội ngũ, đội hình trung đội, đồng diễn võ tay không, ba môn quân sự phối hợp nam nữ. Riêng phần thi chiến thuật cấp trung đội, tiểu đội có các nội dung triển khai đội hình bảo vệ, ngăn chặn gây rối, bạo loạn, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa, chạy vũ trang cự ly 3.000m với nam và cự ly 1.500m với nữ. Hội thao diễn ra trong điều kiện thời tiết giao mùa, oi bức, mưa nắng thất thường, rất khó chịu. Nhưng từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến từng xã phường vẫn tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch. Các vận động viên vẫn quyết tâm cao trong thi đấu, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Dưới trời nắng khá là gay gắt. Quá trình luyện tập thì anh em cũng đã cố gắng hết sức để có được cái kết quả như ngày hôm nay. Mình thấy rất là vinh dự cũng như là tự hào về đất nước Việt Nam mình, và cũng là trong thời điểm tập luyện cũng là cái thời điểm mà chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì mình thấy tinh thần của dân tộc rất là mạnh mẽ. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, trong 2 ngày diễn ra hội thao, các vận động viên, các đoàn đã hoàn thành toàn bộ nội dung trong hội thao với chất lượng cao. Các chiến sĩ dân quân cơ động chấp hành nghiêm quy chế, thực hành nghiêm các động tác ở từng nội dung kiểm tra. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chặt chẽ đến 13 xã thị trấn, đồng thời là tổ chức huấn luyện, luyện tập cho từng trung đội nhằm bảo đảm nâng cao cái trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cơ động của lực lượng Trung đội Dân quân Cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện Xuyên Mộc là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thao Trung đội Dân quân Cơ động năm 2022 và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức. Hội thao cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao năng lực của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cơ động, làm cơ sở cho địa phương tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.